Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Hé lộ nội dung của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình, bất ngờ thiếu vắng các vấn đề cốt lõi. Ông Zelensky bày tỏ tham vọng kéo được hàng tỷ euro vốn hỗ trợ cho Ukraine. Hội nghị quốc tế về hòa bình ở Ukraine sắp diễn ra đang thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia. Liên quan đến hội nghị này, mới đây, kênh truyền thông NHK thông tin về diễn biến bất ngờ tại hội nghị. Theo NHK, dự thảo tuyên bố chung sẽ không có nội dung kêu gọi Nga rút quân trình bày tại hội nghị quốc tế sắp tới. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào thứ Bảy và Chủ nhật. Hội nghị nhằm hiện thực hóa kế hoạch hòa bình 10 điểm do Ukraine đề xuất. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết vào ngày 10 tháng 6, dự kiến có 90 quốc gia và tổ chức sẽ tham dự hội nghị này. NHK đã có được dự thảo tuyên bố chung, theo đó chỉ đề cập đến 3 trong số 10 điểm trong đề xuất hòa bình của Ukraine. Ba vấn đề đó là sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, an ninh lương thực và việc trả tự do cho tất cả tù nhân và trao trả trẻ em bị đưa sang Nga. Dự thảo không đề cập đến việc rút lực lượng Nga khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Dự thảo tuyên bố chung cũng nói rằng tất cả các bên cần phải tham gia để đạt được hòa bình. Dự thảo nhấn mạnh tầm quan trọng khi có sự tham gia của Nga trong các cuộc thảo luận. Theo các nguồn tin ngoại giao, việc Nga rút quân và những điều khác mà Ukraine kêu gọi đã bị loại khỏi dự thảo vì cân nhắc tới một số quốc gia mới nổi ở châu Á và Trung Đông vẫn duy trì quan hệ với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ là một khuôn khổ giúp cho Ukraine có lợi thế hơn trong việc chấm dứt chiến sự. Ngày 11 tháng 6, phát biểu mở đầu hội nghị tái thiết Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư cho các dự án tái thiết Ukraine. Dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, ước tính rằng Ukraine có thể cần 500 tỷ đô la Mỹ trong một thập kỷ để tái thiết sau xung đột. Ông Scholz khẳng định, các công ty sẽ nhìn thấy cơ hội kinh doanh để đầu tư và thảo luận về tiềm năng của Ukraine trong các lĩnh vực, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và dược phẩm. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết nước này đang gửi thêm hệ thống phòng không, tên lửa và đạn dược để giúp Kiev tăng cường khả năng phòng thủ. Ukraine hy vọng thông qua hội nghị tái thiết lần này sẽ nhận được khoản tài trợ đáng kể. Kiev cho biết hệ thống năng lượng đặc biệt cần được hỗ trợ khẩn cấp khi xung đột gây thiệt hại nặng nề cho công suất phát điện, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên ở thủ đô và trên toàn quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ kêu gọi được hàng tỷ euro tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ở Berlin. Ông Zelensky tin tưởng phái đoàn Ukraine sẽ rời hội nghị với các thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro cho ngành công nghiệp quốc phòng liên quan đến việc sản xuất trang thiết bị quân sự và vũ khí ở Ukraine và cho ngành năng lượng. Tổng thống Ukraine cũng hy vọng sẽ thu hút một số nguồn tài trợ cho ngành giáo dục, xây dựng lại nhà cửa và cung cấp thiết bị y tế. Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết chính phủ nước này nhất trí sẽ cung cấp gói hỗ trợ 149 triệu euro, tương đương với 150,37 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, tái thiết cơ sở hạ tầng và sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ phòng không cho Kiev. Cùng ngày 11 tháng 6, Bộ Tài chính Ukraine và Đức đã ký tuyên bố chung về ý định tăng cường hợp tác song phương nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này không giới hạn hình thức hỗ trợ cho Ukraine. Đức muốn đóng góp từ bây giờ để Ukraine có thể đặt ra lộ trình tăng trưởng trong tương lai thông qua quá trình tái thiết, không chỉ là về nguồn lực tài chính mà còn cả việc xây dựng năng lực thể chế để hỗ trợ các công ty tư nhân ở Ukraine và thúc đẩy đầu tư. Bộ Tài chính Đức đã giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Phát triển KfW đánh giá tính khả thi của một dự án liên quan đến tư vấn tài chính để hỗ trợ Bộ Tài chính Ukraine. Thưa quý vị, cánh cửa để Ukraine gia nhập NATO dường như đang đóng lại và điều đó sẽ làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ bị Nga coi là một sự leo thang. Do đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã vạch ra rào cản cho nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time mới đây, Tổng thống Joe Biden cho biết ông chưa sẵn sàng ủng hộ NATO hóa Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông đã chứng kiến những vấn đề tham nhũng trầm trọng ở Ukraine khi ông đến thăm với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden lưu ý, hòa bình không có nghĩa là gia nhập NATO, đồng thời giải thích thêm rằng một phần của kế hoạch hòa bình ở Ukraine là xây dựng quan hệ với Kiev, bao gồm cả những đảm bảo an ninh sẽ dẫn đến việc chúng tôi cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Đây là một đòn giáng mạnh vào các quan chức Ukraine, những người luôn thúc đẩy việc nhanh chóng gia nhập NATO. Tuần trước, tờ Financial Times của Anh tiết lộ rằng
việc Ukraine không đạt được tiến bộ trong việc trở thành thành viên của NATO là vấn đề chính tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Nhưng đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith nói với các phóng viên rằng Ukraine khó có thể nhận được lời mời trở thành thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu vào tháng 7 này, mà chỉ cam kết sẽ cung cấp gói an ninh làm cầu nối cho tư cách thành viên. Tuy nhiên, việc từ chối kế hoạch thúc đẩy tư cách thành viên sẽ khiến hy vọng gia nhập NATO của Ukraine bị lung lay. Leo Lycha, thành viên danh dự tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nêu quan điểm, Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực để không làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của mình. Không ai ở NATO và đặc biệt là ở Mỹ muốn phải kiểm tra điều 5 của NATO. Do đó hiện tại, Ukraine phải chấp nhận một loạt đảm bảo an ninh. Sau tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm ngoái, Ukraine cho đến nay đã ký 15 hiệp định an ninh song phương với các quốc gia thành viên NATO. Tất cả các thỏa thuận đều có nhiều cam kết khác nhau trong khoảng thời gian 10 năm tới. Stefan Meister, người đứng đầu chương trình Đông Âu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức, cho rằng thất bại trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái là một lời cảnh tỉnh lớn đối với phương Tây và những đảm bảo này sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh và quân sự lâu dài, đáng tin cậy hơn từ các quốc gia thành viên NATO. Một số quan chức Ukraine tin rằng những đảm bảo này là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Ngay sau khi Ukraine ký thỏa thuận an ninh với Anh vào tháng 10 năm nay, Oleksandr Litvinenko, người đứng đầu Hội đồng An ninh Ukraine, đã bình luận với tờ The Economist của Anh. Các thỏa thuận về hợp tác an ninh đang dần đưa Ukraine vào không gian an ninh phương Tây mà không cần đến sự hiện diện của quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Trợ lý Tổng thư ký NATO David Van Wiel tiết lộ với các phóng viên vào tuần trước rằng một đề nghị sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh vào tháng 7 năm nay là một thỏa thuận giữa NATO với Ukraine để mở rộng hợp tác về công nghệ quốc phòng và trao đổi thông tin tình báo liên quan đến khả năng tác chiến điện tử của Nga. Mặc dù đã có những tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Ukraine từ các đồng minh NATO, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những đảm bảo an ninh này sẽ không có giá trị mấy nếu không có cam kết về tư cách thành viên đầy đủ. Nhà phân tích cho rằng, khi không có tư cách thành viên NATO đối với Ukraine, đảm bảo an ninh cho Ukraine chỉ là những lời nói dối. Trong khi Ukraine và một số thành viên NATO coi những thỏa thuận này là công cụ chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên NATO trong tương lai, thì quan điểm chung, đặc biệt là ở Mỹ và Đức, là việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là một sự leo thang đối với Nga. Thưa quý vị, sau đợt tấn công mới của Nga ở vùng Kharkov, Ukraine ngày càng gia tăng áp lực lên các đồng minh, kêu gọi các nước này dỡ bỏ các lệnh hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Phương Tây cho đến nay vẫn tỏ ra bất đồng và do dự với quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể khiến xung đột gia tăng, một quan điểm mà Ukraine bác bỏ. Thực tế đó đã khiến sự chia rẽ sâu sắc lớn dần lên giữa Ukraine và phương Tây, trong đó có Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Kiev về tương lai phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng vì Washington đang giới hạn khả năng phản ứng của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Trong khi đó, các quan chức ở châu Âu và Mỹ đang tranh luận về chiến lược để đảo ngược tình hình trên chiến trường Ukraine. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022, sự thất vọng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách ở Washington, Kiev và châu Âu cho rằng, căng thẳng đã trở nên rõ ràng hơn trong những tuần gần đây khi Nga chiếm ưu thế trên tiền tuyến và bắt đầu kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine từng giành được vào thời kỳ đầu của cuộc xung đột. Mâu thuẫn sâu sắc nhất hiện nay là liệu Ukraine có thể sử dụng các vũ khí do phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Trước khi chính sách này thay đổi vào ngày 30 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để thực hiện điều này vì Washington lo ngại rằng điều này có thể sẽ làm leo thang căng thẳng và dẫn đến cuộc xung đột trực tiếp giữa Washington và Moscow. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiến hành những cuộc tấn công xuyên biên giới ở quy mô hạn chế và các lực lượng của Nga đang đe dọa đến thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Một số nhà lãnh đạo NATO, bao gồm Ngoại trưởng Phần Lan và Canada, đã công khai tuyên bố rằng
họ không bao giờ ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà các nước này cung cấp để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Điều này cũng phù hợp với lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi họ cho biết Ukraine có quyền làm như vậy. Trong khi đó, Đức và Italia có lập trường do dự giống như Mỹ. Sự bất đồng về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí cả khi chính sách này đã có sự thay đổi, là minh chứng cho sự chia rẽ ngày càng lớn giữa Ukraine và các bên ủng hộ quan trọng nhất về mặt quân sự trong việc đối phó với tình hình chiến trường, khi mà vị thế của Kiev đang tiếp tục suy yếu. Sự tranh cãi ngày càng tăng lên khi gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước sau nhiều tháng trì hoãn vẫn chưa giải quyết được những điểm yếu trên chiến trường của Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ cho biết việc cung cấp những vũ khí này sẽ giảm bớt phần nào các vấn đề trong vài tuần. Ukraine đang bước vào những cuộc giao tranh ác liệt trong mùa hè giữa bối cảnh các nhà tài trợ quân sự lớn nhất đang bất đồng về một loạt vấn đề. Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng không có cùng tiếng nói trong các vấn đề khác, trong đó có lộ trình Ukraine gia nhập NATO khi Washington vẫn giữ thái độ thận trọng và việc liệu có sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Kiev hay không. Một nỗ lực mà Mỹ và Ukraine ủng hộ, song phần lớn châu Âu vẫn phản đối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngần ngại công kích trực tiếp vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông đã nói với các phóng viên ở Bruxelles vào ngày 28 tháng 5 rằng, nếu Tổng thống Mỹ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine tổ chức vào tháng tới tại Thụy Sĩ, thì rất có thể sự vắng mặt của ông sẽ được hoan nghênh bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, đã viết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ukraine không vui với quyết định của Tổng thống Mỹ khi ông Joe Biden không tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ về Ukraine. Hội nghị này không có sự tham gia của Nga và các quan chức Moscow coi đây là một vở kịch chính trị không có cơ hội đưa ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột. Ukraine muốn sử dụng hội nghị này để đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế cho tầm nhìn của họ. Sự giận dữ của Tổng thống Zelensky không chỉ dành riêng cho Nhà Trắng. Các nhà ngoại giao và các quan chức ở Kiev thông tin, ông Zelensky đã sa thải một số nhân vật cấp cao của Ukraine, những người được coi là thân cận nhất với Washington trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh những khía cạnh cốt lõi của mối quan hệ vẫn bền chặt, đồng thời chỉ ra sự hợp tác sâu sắc giữa Washington và Kiev, trong đó có việc hỗ trợ quân sự. Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng tới ở Italia và các quan chức đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh với Kiev. Tuy nhiên, những vết rạn nứt mới vẫn xuất hiện hàng ngày. Vào hôm 29 tháng 5, một quan chức Mỹ tiết lộ, Washington đã bày tỏ mối quan ngại với Kiev về những cuộc tấn công của Ukraine sử dụng các vũ khí của nước này nhằm vào các trạm radar của Nga, nơi cung cấp hệ thống phòng không theo quy ước và cảnh báo sớm về các vụ phóng hạt nhân của phương Tây. Giới lãnh đạo Ukraine cho biết, những hạn chế của Mỹ với việc tấn công vào lãnh thổ Nga đã cho phép Điện Kremlin xây dựng lực lượng mặt đất trong mùa xuân này và tấn công vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine khi biết rằng Kiev bị giới hạn khả năng. Ông Oleksandr Litvinenko, một quan chức cấp cao của Ukraine, đồng thời là thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này nhận định, chiến lược của Nga khá dễ hiểu, họ đang cố gắng giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt để tiêu diệt các lực lượng và tìm ra điểm yếu của chúng tôi. Theo ông Litvinenko, Mỹ nghĩ rằng họ nên tránh leo thang căng thẳng với Nga bằng cách tạo ra những vùng không rõ ràng, nhưng chính điều đó lại khiêu khích Nga. Moscow cần có những ranh giới rất rõ ràng, vùng xám chỉ là một lời mời gọi để họ thử các khả năng. Một số quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Ukraine thất vọng sau khi chờ đợi suốt 7 tháng để Quốc hội Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ quân sự là một điều dễ hiểu. Họ cho rằng bất kỳ sự trì hoãn nào nữa đều có thể dẫn đến sự sụp đổ tiền tuyến của Ukraine. Kiev vẫn thiếu binh lính, vũ khí và đạn dược nghiêm trọng. Viện trợ quân sự Mỹ trong năm nay có mục đích tăng cường khả năng phòng thủ ở tuyến đầu của Ukraine và giúp nước này giữ các vùng lãnh thổ hiện tại. Lý tưởng hơn là làm kiệt sức các lực lượng của Nga khi họ tấn công và tìm cách tiến công qua các bãi mìn cũng như các cạm bẫy khác. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!